Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy bốn niệm trụ như thế nào, chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy pháp môn giải thoát không như thế nào, chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy năm loại mắt như thế nào, chẳng tư duy sáu phép thần thông như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy mười lực Phật như thế nào, chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy pháp không quên mất như thế nào, chẳng tư duy tánh luôn luôn xả như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy trí nhất thiết như thế nào, chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni như thế nào, chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy quả dự lưu như thế nào, chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn A La Hán như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy quả vị độc giác như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy tất cả hạnh đại Bồ Tát như thế nào. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như thế nào. Hết quyển thứ 351.